Nhằm thực hiện chương trình hành động mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 2 triệu của Việt Nam và Hàn Quốc đạt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã có buổi tọa đàm với Đại sứ quán Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đang kinh doanh tại Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, tham tán công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ông Kim Dong Bae cho rằng mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ đô la Mỹ mà hai bên đưa ra sẽ trở thành hiện thực Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này, ngoài việc tập trung vào việc tăng cường trao đổi thương mại, hai bên cần chú trọng hơn nữa vào các dự án đầu tư hợp tác. Hàn Quốc cũng mong muốn chính phủ Việt Nam tạo điều kiện hơn nữa cho các dự án đầu tư mới vào thị trường Việt Nam. Đồng ý kiến với tham tán thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cũng cho biết, việc thúc đẩy trao đổi thương mại cần phải đi đôi với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực tiềm năng. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh bày tỏ, đã có nhiều đề nghị về ưu đãi thuế từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên đây không phải là yếu tố chính góp phần tăng trưởng trao đổi thương mại. Đầu tư nước ngoài cần chính sách ổn định, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực tốt hơn là về ưu đãi thuế. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc có chính sách cởi mở hơn đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này. Đồng thời cho biết tất cả các vấn đề này sẽ được tập trung trong bản kế hoạch hành động mà Bộ Công Thương đang soạn thảo. Dự kiến bản kế hoạch hành động này sẽ được hoàn thiện trước tháng riêng năm 2020.